liên quan đến việc người tiêu dùng tại Việt Nam phản ánh về chai rượu Glenmorangie 10 năm tuổi do Glenmorangie sản xuất và được Moët Hennessy nhập khẩu xuất hiện dị vật lạ bên trong chai rượu. Phóng viên đã nhiều lần liên hệ với Moët Hennessy, đơn vị nhập khẩu và phân phối loại rượu này, đề nghị cung cấp thông tin cho báo chí và phản ánh của người tiêu dùng. Tuy nhiên đến nay, đã nhiều tháng trôi qua, phía Moët Hennessy không có bất kỳ thông tin gì trả lời báo chí về vấn đề trên. Suicide Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Điều này có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng luật báo chí năm 2016 về việc cung cấp thông tin cho báo chí. Cụ thể, tại khoản 1 điều 38 nêu rất rõ, trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, các cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm có quyền hạn và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp. Khoản 2 điều 39 luật báo chí năm 2016 quy định, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại của tổ chức, công dân và tố cáo của công dân do cơ quan báo chí chuyển đến, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thông báo cho cơ quan báo chí biết biện pháp giải quyết. Đáng chú ý hơn, thời gian sau khi làm việc với đại diện Moët Hennessy, nhóm phóng viên thực hiện phản ánh về chai rượu Glenmorangie 10 năm tuổi do Glenmorangie sản xuất và được Moët Hennessy nhập khẩu xuất hiện dị vật lạ bên trong chai rượu, liên tục nhận được cuộc gọi tạo sức ép, xin gặp mặt để thương lượng mua chai rượu. Không chỉ đề nghị phóng viên bán chai rượu có dị vật, các đối tượng này còn dùng lời lẽ đe dọa, cẩn thận nếu không sẽ bị hành hung, ám sát, gây ảnh hưởng đến tính mạng. Trước đó, tại buổi làm việc thứ nhất và thứ hai với đại diện các bên liên quan, phía Glenmorangie đều không có mặt. Một thương hiệu rượu lớn và nổi tiếng như Glenmorangie và Moët Hennessy lại không cung cấp thông tin cho người tiêu dùng và báo chí. Điều này khiến người tiêu dùng tại Việt Nam lo ngại về chất lượng rượu mà đơn vị này sản xuất. Trách nhiệm của đơn vị sản xuất là Glenmorangie và đơn vị phân phối Moët Hennessy ở đâu khi sự việc xảy ra? Có hay không, việc Glenmorangie và Moët Hennessy cố tình chây ý, thách thức pháp luật Việt Nam? Báo Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.